Nào bây giờ mình sẽ chèn thử một cái nhân vật vào nhá. Chúng ta vào insert này, chọn character này. Đấy. Thì nó có rất là nhiều các cái nhân vật đây. Đấy, một nhân vật nào đó dễ thương một chút đi. Nhân vật này. Chọn insert này. À, thì mọi người thấy rằng là cái nhân vật này. Rồi, mình sẽ đối với từng nhân vật khi mọi người vào chèn một nhân vật, mình chèn lại mọi người nhìn nhé. Vào insert này. Character này. Thì đối với nhân vật này, chúng ta chọn nhân vật này. Nó có expression là các cái hình ảnh, các gương mặt với những trạng thái cảm xúc khác nhau của người đó. Ví dụ mình chọn cô này đang happy đó, hay là chỗ này đang bình thường, đấy, tức giận, vân vân. Các cái pose này là các cái hành động, trạng thái, tư thế đứng theo kiểu như thế nào. Đấy, ví dụ như là mở đầu bài học có một cô này đứng giới thiệu, vâng, vân vân. Đấy thì mọi người có thể bấm vào đây để nhìn thấy là hình ảnh của người người đó đang làm gì. Đó, mình chọn cái này. Cái này có left này. Đấy, đứng tư thế quay sang bên trái. Thấy chưa? Thì tất cả những mình cần các cái hình ảnh, hoạt cảnh mà mình thấy muốn cô này quay sang bên trái thì lúc chọn là chọn left, chọn front là đứng thẳng đối diện với mình, và chọn right là quay sang bên phải. Đấy. Và mỗi cái này nó sẽ có một cái tư thế khác nhau, đúng không ạ? Đó, thì mọi người thấy đây, cái expression này cũng thể quay sang bên phải và biểu thị các gương mặt. Đó. Rồi mình sẽ đầu tiên để cho cô ấy đứng thẳng trước nhé, và tư thế bình thường. Rồi mình bấm insert vào. Rồi mình sẽ chèn thêm một cái shape, một cái caption đi. Caption nó là cái gì? Nó là cái dạng lời nói đấy. Ví dụ như là chào các bạn, mình có thể sau khi chèn vào đây thì mình có thể nháy chuột phải edit này, mình gõ chữ vào chào các bạn. Rồi mình làm hoàn toàn có thể chỉnh sửa giống như PowerPoint, tăng thêm kích thước chữ này, đó, kiểu phông chữ nếu các bạn muốn thay đổi phông chữ. Rồi ok, có thể vào format này để chỉnh sửa hoàn toàn giống như PowerPoint. Đó, là màu nền. Đó, thì tất cả những cái này nó giống như PowerPoint thì mình sẽ không nói lại nữa. Xong. Một cái này, bây giờ mình sẽ chèn thêm một cái button để cho mọi người hiểu cái button này là cái gì. Button nó là cái nút bấm. Cái nút bấm này nó sẽ dùng cho chúng ta để bấm vào đó để nó thực hiện một cái thao tác, một cái công việc gì đó. Ví dụ mình có một cái nút bấm này. Đó. Như vậy là mình đã chèn được ba thứ, một cái hình ảnh, một cái text ở trong cái caption và một cái button. Đã. Mình sẽ sử dụng nguyên cái từ tiếng Anh để cho mọi người sau này dùng nó đỡ phức tạp. Đối với một hình ảnh thì mình hoàn toàn có thể chỉnh sửa các cái hiệu ứng cho cái hình ảnh đó. Ví dụ như là mình hoàn toàn có thể crop này. Crop. Crop là mình cắt nó đi, ví dụ mình chỉ muốn lấy phần này thôi, bỏ nó ra. Đấy. Chào các bạn, mình sẽ cho cái này quay sang đây. Đấy. Ok. Mình còn hoàn toàn sau khi chèn vào xong thì mình hoàn toàn có thể thay đổi. Đó, mình hoàn toàn có thể vào đây để thay đổi cho nó. Ví dụ mình muốn lúc nãy mình cô đứng bên này thì mình muốn cô quay sang bên này thì chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa được. Đó, đối với một nhân vật là chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh sửa như vậy. Rồi bây giờ mọi người để ý chỗ này rất quan trọng, mình kéo cái này lên mình sẽ thấy có một cái nó gọi là timeline. Timeline nó là cái gì? Timeline nó là một cái nơi mà hiển thị tất cả các cái thứ mà chúng ta đã chèn vào trong màn hình của mình. Và mọi hoạt động với nhân vật thì chúng ta cũng sẽ đều dùng timeline này, chúng ta cũng dùng nó để đặt tên và điều khiển cho nó. Đây là hiển thị giây này, số giây xuất hiện ở trên màn hình này. Điều quan trọng nhất và đầu tiên khi chúng ta bắt đầu làm một thiết kế một slide là sau khi chúng ta chèn các nội dung vào,
thì chúng ta phải đặt tên cho từng nội dung làm sao cho dễ nhớ, dễ nhận biết để sau này chúng ta dễ dàng tạo các hiệu ứng với nó. Đây chúng ta cần tạo thành một cái thói quen ngay từ đầu, vì nếu chúng ta không tạo thói quen này thì đến lúc làm việc rất khó khăn. Nên là ví dụ như là ở đây mình sẽ có này, mình bấm vào cái nút bấm đang mình đang bấm vào cái nút bấm mọi người có nhìn thấy không ạ? Mình đang nút bấm này. Thì ở trong này nó cũng bôi đen luôn cái nút bấm, bởi vì mình sẽ bấm vào đây là nút nút này mình đặt là nút mặt cười nhé, happy, nút happy để làm gì? Để tí nữa mình sẽ làm cho nó, khi mình bấm vào cái nút happy này thì cô gái này sẽ chuyển sang mặt cười là nói là tôi đang rất vui được chào gặp mọi người các bạn. Đấy, thì mình sẽ đặt tên cho nó là nút happy. Còn nếu mà các bạn muốn tạo cái nút bấm ở đây để cho cô ấy buồn thì mình sẽ bấm là nút sad hay là nút buồn, đấy thì tùy. Mình bấm là đây, đấy, khi mình bấm chọn lên nó trên timeline thì trên này nó cũng tô luôn để cho mình biết là mình đang chọn đối tượng nào. Đây là chữ chào các bạn, chữ chào các bạn. Rồi mình lại còn mấy đối tượng nữa. Đấy, đây là cô gái, mình đặt tên cho cô ấy, cái này là cô gái, được chưa? Như vậy là mình đã đặt tên cho từng đối tượng ở trên này rồi. Mọi người nhìn thấy luôn ở đây là ở bên này nó có cái nút này là nút ẩn hiện này, nhân vật. Nếu như mà mình làm việc với rất nhiều nhân vật ở bên trong này thì chúng ta, nếu chúng ta muốn ẩn hiện các đối tượng không liên quan đi để cho nó khỏi nhiễu của mình thì mình sẽ bấm tắt nó đi, và khi nào mình làm xong mình lại cho hiện nó lên. Hoặc những đối tượng này nó đang muốn nằm ở một vị trí cố định mà không muốn thay đổi thì các bạn bấm nút khóa này, khóa lại. Khi chúng ta bấm khóa thì là sẽ không thể di chuyển nó được nữa. Đây, mình bấm khóa thì mình không thể nhấc nó ra được mà nó sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình thiết kế. Đấy. Còn nếu mình bấm bỏ khóa này đi thì mình có thể mở khóa được ra và nhấc di chuyển được. Đấy, thì nó rất hay ở phần mềm ở chỗ này. Bây giờ mình sẽ nói một chút về cái thứ quan trọng nhất ở trong phần mềm Storyline này. Đó là khi một nhân vật được chèn vào, cái này mình đang khóa này. Nút happy này mình cũng đang khóa. Cái nút mình đã nói về cái nút này trước. Cái nút này khi một nhân vật được chèn vào đây thì nó sẽ có cái state này, là nó có các cái trạng thái. Ví dụ như là cái nút bấm này thì có mấy trạng thái này. Hover là khi mà chúng ta giơ chuột qua thì nó thay đổi màu sắc hình dạng như thế nào. Đấy, down là khi click vào, visited là khi mà chúng ta đã xem, đã bấm vào nó rồi thì nó sẽ chuyển màu như thế nào. Đấy. Thế thì đối với từng cái này mình hoàn toàn có thể điều khiển, thay đổi cái trạng thái của nó. Ví dụ như là mình muốn là khi mình rơi con trỏ chuột vào cái nút này thì nút này nó chuyển thành màu vàng chẳng hạn. Thì ở đây mình bấm Edit State này. Mình sẽ chọn cái chỗ Hover, là Hover có nghĩa là rơ chuột lên. Đấy, thì mình sẽ vào đây, Format này mình có thể chỉnh sửa được luôn cái Format cho nó, màu sắc cho nó là mình muốn mình dơ chuột vào thì nó chuyển thành màu gì, thành màu vàng chẳng hạn. Đấy, mình muốn là sau khi mình bấm xong thì nó sẽ chuyển thành màu xanh chẳng hạn, mình sẽ chỉnh xong thì chúng ta bấm vào Done Edit State. Đó, bây giờ mình sẽ bấm vào thử review thử này, review this scene, this slide thôi. Mọi người có thể nhìn thấy là khi mình bấm vào review thì đây nó có thể review theo máy tính, theo máy tính bảng điện thoại. Đây, hover là gì? Hover là khi mình giơ chuột vào thì nó thay đổi màu thành màu vàng. Đấy, rồi khi mình click chuột, đấy, là down. Và khi mình bấm vào chuột xong rồi, mình đã xem xong cái đó rồi thì nó sẽ chuyển màu xanh. Đấy, như vậy để làm gì? Giả sử như mình có một loạt các cái list ở đây, công việc ở đây, học sinh nó bấm vào nó làm xong cái nội dung này rồi thì khi nó bấm ra thì cái chỗ đấy nó đã thay đổi màu để nó biết là cái này đã làm xong rồi. Đấy, ý nghĩa của cái việc mình phải đặt cái chỗ visited nó là ở chỗ này. Mình sẽ đóng lại. Cái notes này thì nó giống như PowerPoint, là cái phần ghi chú mình định nói cái gì ở đây mình có thể đánh vào đây. Đó, cái này không có gì quan trọng. Còn cái quan trọng nhất ở cái chỗ này đây này là cái chỗ triggers. Toàn bộ các cái hiệu ứng mà mình làm đối với các nhân vật ấy, thì nó sẽ được thể hiện ở cái chỗ trigger này. Trigger thì nó cũng giống như ở bên trong PowerPoint. Ai đã dùng PowerPoint đã biết cái chức năng trigger của PowerPoint thì sẽ thấy là nó rất dễ thôi, nó không có gì khác. Có nghĩa là giả sử mình muốn là mình bấm vào cái nút này thì cô gái này sẽ chuyển trạng thái là đang từ mặt này chuyển sang mặt cười, mặt mếu hay là cái gì đó, đúng không?
thì mình sẽ sử dụng đến chức năng trigger. Thì ở đây cái nút bấm nó mặc định nó đã có sẵn cái trigger rồi. Đấy. Còn nếu như mà cái nút bấm này có sẵn trigger thì bây giờ mình muốn là bấm vào nút này thì cô gái chuyển sang mặt cười, thì mình làm thế nào? Thì mọi người sẽ chọn vào cái nút này, sau đó vào chỗ trigger này, mình bấm ở đây nó có sẵn trigger rồi, nhưng còn nếu không thì mình bấm vào chỗ new này. New này mình sẽ chọn cái hiệu ứng là đấy. Khi bấm vào cái này thì sẽ thực hiện cái việc gì, làm gì? Đấy. Thì mình sẽ là bấm vào đây thì nó sẽ chuyển cái trạng thái change the state of, chuyển trạng thái của ai, chuyển trạng thái của cô gái sang trạng thái gì, trạng thái bình thường hay là trạng thái happy, angry hay cái gì đấy, expression này. Thì chúng ta sẽ có happy như, và thực hiện cái việc này khi nào, khi mà người dùng bấm vào, là user click, là người dùng bấm vào cái nào, bấm vào cái nút happy. Như vậy thì mình có thể diễn dịch lại toàn bộ cái chỗ trigger. Trigger nó có thể hiểu là làm gì bắt đầu từ cái chỗ này, từ chỗ action này. Và cái chỗ when là khi nào. Đấy, thì mình nói là mình muốn là khi mình muốn làm là thay đổi trạng thái của cô gái này thành mặt cười khi người dùng bấm vào cái nút happy. Ok đó, thì bây giờ mình sẽ thử review cái này, review this slide. Rồi, mình giơ chuột này, mình bấm vào này thì cô gái chuyển sang mặt cười, được không ạ? Đó, nếu mọi người muốn biến là làm một cái nút nữa là bấm vào một cái chỗ nào đấy thì cô gái chuyển sang mặt mếu, thì chúng ta làm thế nào? Bây giờ mình bấm vào cô gái, mọi người sẽ nhìn thấy cô này có đang có hai trạng thái, là cái state này là cô có trạng thái bình thường và trạng thái happy. Thế bây giờ mình muốn tạo thêm một cái trạng thái là trạng thái buồn đấy. Thì mình sẽ bấm vào edit state này, và mình chỗ này mình sẽ bấm vào thêm mới một cái trạng thái. Mình muốn có một trạng thái gì thì đây nó có sẵn đây rồi đây, trạng thái angry, asking là hỏi, confused là cảm giác bối rối, disappointed là thất vọng, worry là lo, suy nghĩ, nói chuyện, surprise là ngạc nhiên. Thì bây giờ mình muốn là bấm vào tạo một cái nút, bấm vào thì cô ấy trở nên tức giận. Đấy. Mình bấm vào add thì cô này có thêm một cái mặt tức giận nữa, mặt tức giận. Sau đó mình bấm vào done. Các bạn, các thầy cô muốn tạo bao nhiêu trạng thái cho cô này thì cứ bấm vào add new này mà thêm vào. Được chưa? Surprise. Đấy, thì nó sẽ có thêm các cái gương mặt khác nhau, trạng thái khác nhau. Sau khi thêm xong các trạng thái, mình bấm vào done editing state. Đó. Thế thì lúc đấy cô này sẽ có rất nhiều trạng thái khác nhau như thế này. Bây giờ mình sẽ làm thử một cái, mình sẽ chèn một cái nút, không phải nút nữa, mà là nó chỉ là một cái gương mặt hay là một cái hình vẽ. Ví dụ như là mình bấm vào cái hình tròn này đi, và mình muốn là bấm vào hình tròn thì mặt cô gái này sẽ chuyển sang trạng thái tức giận. À, hoặc mình không bấm, mình không muốn chèn cái hình vẽ, mình chỉ chèn cái chữ thôi, là tức giận. Tức giận. Mình muốn là bấm vào chữ tức giận thì mặt cô ấy chuyển thành tức giận. Thì dùng trigger là bấm vào tức giận thì cô ấy chuyển thành trạng thái tức giận. Mình chọn cái này. Nhưng mà nhớ, người nhớ nhé, khi chèn một thứ gì vào thì chúng ta phải đặt tên cho nó. Đặt tên là chữ tức giận. Rồi. Để tí nữa chúng ta làm trigger cho dễ. Nào, bấm vào đây. Sau đó vào new, tạo mới trigger. Bây giờ này, mình muốn làm gì? Muốn thay đổi trạng thái change the state of của cái gì, của cái cô gái này sang trạng thái nào, sang trạng thái tức giận. Tức giận là gì? Angry. Đấy. Khi mà chúng ta, người dùng click vào cái chữ tức giận, tại sao nó lại chọn sẵn cho mình rồi, bởi vì mình lúc nãy mình đã bấm vào đây. Đấy. Thì nó sẽ chọn luôn cho mình. Ok, nào bây giờ mình sẽ review luôn cái này. Đấy.
mà tức giận nha. Ừ, tức quá đúng không? Bấm vào đây lại, happy lại bình thường, đúng không? Rồi mình sẽ nói thêm một cái nữa rất quan trọng ở bên trong cái phần mềm này, đó là cái layer nó là một cái lớp. Ở đây bình thường khi chúng ta làm, chúng ta mở ra thì nó sẽ có một sẵn một cái lớp lớp bên dưới gọi là base layer. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể thêm những cái lớp khác. Mục đích của thêm lớp khác là để chúng ta thực hiện cái việc là khi bấm vào đấy thì nó hiện một cái lớp nữa. Cái lớp này nó chứa một hoàn toàn một nội dung mới, giống như một slide mới. Bây giờ mình muốn là mình sẽ khi mình người dùng mà bấm vào cái chữ vào cái nút này, thì ngoài cái việc là mặt cô này chuyển sang cái trạng thái là tươi cười vui vẻ, thì đồng thời cái dòng chữ này, dòng chữ chào các bạn của mình ấy, nó cũng sẽ được biến đổi thành cái chữ là vui quá, ví dụ như thế. Còn khi mình bấm vào cái chữ tức giận thì đồng thời là cái chữ này chuyển thành là bạn đừng trêu tôi nữa chẳng hạn, ví dụ thế. Ok nhé, mình sẽ làm cái việc đó. Bây giờ mình sẽ bấm vào cái chỗ này để tạo một cái lớp mới, thì mình đặt sẽ đặt tên luôn cho cái, và khi chúng ta ở đây mình có thể đặt luôn cái tên này lớp là lớp vui vẻ. Thế thì mọi người có thể nhìn thấy rằng là các cái background, các cái nội dung ở bên dưới của cái lớp cũ ấy, thì nó sẽ bị mờ đi, và mình có thể vẽ viết chèn hình ảnh cái gì lên một cái lớp mới này, và cái lớp cũ này nó vẫn còn hiển thị ở đây. Đấy. Thế thì bây giờ mình muốn là cái chữ này nó bị biến đi, để mình thêm một thành một cái chữ mới, thì có hai cái cách để làm. Một là chúng ta sẽ chèn một cái caption mới, sau đó thì mình sẽ che đè đi cái caption cũ này. Rồi, và mình sẽ đánh thêm vào đây dòng chữ là rất vui được gặp bạn. Đó. Rất vui được gặp bạn. Đấy, và đây mình có thể hoàn toàn chỉnh sửa lại cái kiểu cái màu sắc cho cái này thành màu gì đó, màu xanh đi, vui vẻ cho nên thường cho màu xanh là cây. Ok. Đấy, là mình có được cái dòng chữ này. Bây giờ mình muốn, đây là có một lớp này rồi nha, đúng không? Mình muốn thêm một cái lớp là lớp tức giận. Mình không muốn là mình sẽ phải vẽ một cái đè lên, mà mình muốn cho cái này, ẩn hiện ẩn nó đi. À, để mình đánh cái dòng chữ khác vào thì mình bấm vào cái dòng base layer này. Đấy, thì nó sẽ có hiện có các cái thứ mà ta có sẵn ở đây, mình sẽ ẩn nó đi. Mình ẩn cái chữ là chữ chào các bạn, mình ẩn đi nhé. Đó, ẩn đi. Mình sẽ thêm vào đây một cái dòng chữ mới. Giờ mình chỉ cần thêm chữ thôi, là đừng treo tớ nữa. Đấy, đừng treo tớ nữa. Vậy có một cái lớp nữa có cái dòng chữ này, và là lớp tức giận. Và bây giờ mình quay trở lại cái lớp ban đầu này, cái layer ban đầu này. Giờ mình sẽ cho cái này nó tụt xuống. Bây giờ mình sẽ thêm cái hiệu ứng là bấm vào đây thì nó sẽ hiển thị cái lớp vui vẻ. Thì mình cũng vào new này. Đấy, để tạo cái trigger để làm gì? Ở đây sẽ không phải là thay đổi trạng thái mà sẽ là hiện một cái lớp show layer. Mình sẽ chọn hiệu ứng là hiển thị một cái lớp nào? Cái lớp vui vẻ. Đấy. Và khi nào? Khi người dùng bấm vào cái nút happy, người dùng click vào nút happy để cái nút happy này. Ok. Đồng thời mình có thể làm mà bấm vào cái nút tức giận này, thêm một cái hiệu ứng nữa là sẽ hiển thị cái lớp, cái layer có cái chữ tức giận này, hiển thị layer, layer là tức giận. Đấy. Khi người dùng bấm vào chữ tức giận, ok. Bây giờ ta sẽ bấm vào cái chỗ review này, ta nhìn thử. Nào, bây giờ mình bấm thử nha. Giờ chuột vào thay đổi màu này. Bấm vào đây, chuyển trạng thái, rất vui được gặp bạn. Bấm vào đây. Đừng trêu tớ nữa. Thấy chưa? Đấy, thì với những cái chức năng này, khi mà chúng ta biết vận dụng linh hoạt
vào trong bài giảng của mình ấy, các thầy cô có thể tạo nên được rất nhiều thứ hay ho. Ra thì đây là bài giảng đầu tiên mà mình giới thiệu về phần mềm Storyline, thì mong rằng mọi người sẽ nắm được các cái chức năng cơ bản của các cái phần mềm này, và mọi người hãy thử tạo các cái nút bấm giống như chúng ta đã thực hành ngày hôm nay, rồi tạo ra các lớp layer, và mình làm có thể làm hoàn thiện một cái bài giống như giống hệt như mình đang vừa làm này. Thì lúc đó các thầy cô và các bạn sẽ nắm được các cái chức năng cơ bản của phần mềm này để chúng ta có thể làm các cái bài tập, các cái tìm hiểu những chức năng sâu hơn ở bài sau. Thì mọi người khi những ai đã làm xem xong video này thì có thể là bấm số 1 ở phía bên dưới video để mình biết là các bạn đã làm xong. Và nếu mọi người có câu hỏi thì có thể comment ở bên dưới video thì mình sẽ trả lời. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người, và hãy nhớ đăng ký kênh để nhận được bài học mới tiếp theo của mình nhé.